Kính thưa quý vị, Lâm sẽ quay một cái đoạn clip về khu vực Vĩnh Hòa Hiệp, khu vực chợ Tân Yên, cái dịp Tết. Hôm nay là ngày mùng 2 Tết rồi quý vị. Thì đây là ở phía bên bên sông mà khu Vĩnh Cục á, chúng ta qua quẹo qua đây. Đây là đường xá đã được sửa sang đẹp hơn trước rất là nhiều. Dễ dàng và thuận tiện trong việc di chuyển đó quý vị. Cái ụ tàu kéo công hôm nay thì Lâm không có phỏng vấn các bà con lắm, là Lâm chỉ quay về cái không khí cái dịp Tết này như thế nào thôi. Cái đường như vậy còn rất là ít đối với vị ở những cái vùng nông thôn như ở An Giang á, thì chúng ta sẽ thấy được nhiều cái khu như cái đường như thế này. Nếu có dịp thì sẽ mời quý vị cùng Lâm tham quan những cái đường ở An Giang nha.
đây là Ngô Nguyễn Chi Mộ, có những cái dòng họ. Ở đây là khu vực dừa với khóm đang xen. Theo Lâm nhớ thì đường này là cái đường đi xuống chợ Tà Niên nè quý vị, thì xuống khu vực chợ Tà Niên. Khu vực đập đá trước đây đó quý vị. Cái đò để mà đưa qua sông. Đây là khu vực đập đá trước đây nè quý vị. Chút nữa Lâm sẽ quay qua cái khu vực chợ Tà Niên nhé quý vị. Đi một dọc rồi sẽ về. Đây, tới đò quý vị, nó qua sông nè. Đây là qua khu vực Tà Niên. Yeah.
khu vực chợ Tà Niên trước đây nè quý vị. Cái cây mai vàng rất là đẹp. Quay Tết à bác? Quay cả nha. Rồi qua bển. Quay có lên đài không mày? YouTube. Cách chiều nay hoặc ngày mai là mấy cô chú ở bển điện cho bác nữa đó. Ủa cái này quay về đâu vậy? Dạ không, con úp mạng thôi. Nhưng mà dạ chủ yếu là các cô bác ở xa coi. Một là những cô bác nào mà có đài không? Dạ không, cái này lên mạng không mở đi, không có không dạ. Mở là có năm mới con kính chúc các bác ở đây có nhiều sức khỏe, vạn sự như ý và mọi điều đều tốt lành. Cảm ơn cháu. Dạ đây cháu cũng gặp nhiều may mắn nha. Dạ chào sự thành công. Dạ vài bữa nó là thế nào cũng có bác gọi về cho bác ấy nữa ha, bữa hổm có bác gọi về nữa. Rồi con xin phép luôn ạ. Dạ, con đi vòng đi. Dạ. Chúng ta vừa bước qua khu vực chợ cũ đó quý vị, thì qua cây cầu này sẽ qua khu vực chợ mới. Đây là mùng 2 Tết rồi. Hôm nay làm sao không có đi vào khu vực chợ mà đi vòng qua thôi. Đây là dọc theo sông kinh ông Hiển, hay là ở đây gọi là kinh Tà Niên đó quý vị.
ở Sài Gòn bà con vẫn về để thăm quê. Ôi. Ở đây Lâm sẽ đi ra khu này mới nha quý vị. Xóm tôm trước đây. Còn hiện giờ thì những ngày này thì không có tôm rồi quý vị. Những cái khu rất là mới. Xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo. Một lần nữa năm mới kính chúc quý vị và gia quyến được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý và mọi điều đều tốt lành. Xin cảm ơn quý vị, mọi thắc mắc góp ý hay là có những cái đóng góp hay là quý vị có những cái yêu cầu nào đó thì có thể comment ở phía dưới. Có phê bình gì cứ quý vị cứ thoải mái, từ đó mà Lâm sẽ cải thiện hơn cái clip của mình. Rồi xin cảm ơn quý vị.